Cửa hàng Nông Cơ Phú Luân xin kính chào đến tất cả mọi người. Địa chỉ cửa hàng Đông Hà Đức Linh Bình Thuận, số điện thoại 0344341700. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người cây máy cưa xích Husqvarna Thụy Điển 137. Đó, thông số kỹ thuật của máy nha. Đây, model của máy là 137. Xi lanh là 36,3cc, 4,6kg. Cân nặng đầu không á, còn lâm xích thì chắc khoảng 5kg, với xăng nhớt luôn là 5kg hoặc là gần đến 5,5kg nha mọi người. Đó, thì công suất máy như này thì xài gia đình thì khá là ok nha. Đó, không khuyến khích cho các bác đi cưa nhiều nha, chỉ xài gia đình thôi. Cây tầm khoảng hoành 35 độ lại, đó 40 cũng được độ lại thôi. Là những cành nhỏ nhỏ thì vô tư. Theo máy thì sử dụng lam 40, xích chung mini nha, xích mini nha. Xích này là cũng ở các khu vực nào có máy cưa nhiều đều có xích này bán nha, bởi vì xích mini này rất là thịnh hành. Đó. Rất là thịnh hành cho nên là không lo vấn đề về vấn đề xích nha, để thay thế nha. Máy móc tốt, rất là đẹp. Theo ốc thì sử dụng hai ốc xích lam nè, cái ốp là ốp lam này mọi người thấy không? Còn chữ Husqvarna luôn nha. Model nè, model của máy nè, dốc mọi người nhìn không rõ. Đây, model của máy đây. Đó, Husqvarna nha. Quét đen Thụy Điển, rất là đẹp. Rồi, ai có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0344341710 để đặt hàng nha. Bên em ship code toàn quốc, vận chuyển đặt cọc lại vận chuyển, còn lại nhận hàng thanh toán nha. Em nổ máy cho mọi người tham khảo nha. Ở garanty rất là êm nha, máy này nổ rất là êm. Bao. Tắt nha, em giật lại cái nè. Đó, máy rất là dễ nổ. Rồi, mọi người thấy video của em hay thì like kênh và ủng hộ kênh, đăng ký kênh nha mọi người. Đó, để nhận được thông báo video của em ra hàng ngày. Để mọi người ưng ý được cái mẫu cưa mọi người sử dụng cho hợp lý nhất ở gia đình nha. Rồi em xin cảm ơn tất cả mọi người.